Hello các bạn đến với kênh YouTube của Hải. Thì hôm nay bên cạnh Hải đây có một cái chiếc xe Land Cruiser. Chiếc này thì 1993, 29 tuổi rồi. Cái xe này tương đương với số tuổi của Hải luôn á. Thì anh khách này mang qua để làm đẹp cái xe lại toàn diện từ trong ra ngoài luôn, từ ngoại thất tới nội thất luôn. Đó. Thì Hải sẽ dẫn cho các bạn đi xem từng cái chi tiết mà bên Hải đã hoàn thiện. Về phần đầu xe thì cái cản này cản zin của khách thì Hải vẫn giữ nguyên cái cản zin này lại. Còn đặc biệt hơn là cái phần đèn, Hải đã cho độ cái phần đèn đây, đèn bi laser đây. Cái đèn này giúp cho buổi tối mình đi thì hội tụ ánh sáng nó tốt hơn mà cái tuổi thọ nó cũng cao hơn so với các dòng đèn khác. Đó, cái đèn này thì Hải cho đánh bóng là cái phần ngoài đây và sơn một cái màu khói ở đây. Thì nhìn từ xa thì cái cụm đèn này cực kỳ là ngầu luôn. Đó. Đánh bóng lại hết luôn nha. Đó. Toàn bộ đèn. Còn cái phần cản với phần đèn LED này á, là anh khách đã độ sẵn rồi. Thì Hải vẫn giữ nguyên theo cái nguyên bản của nó thôi. Hải chỉ làm đẹp lại thôi. Đó. Phần dưới đây là cái bộ phuộc BB51 của Úc. Đây. Và cái chấn lái. Thì cái chấn này nó giúp cho mình đánh cái tay lái trên vô lăng đó, nó nhẹ hơn và nó hỗ trợ cho mình rất là nhiều. Đó. Ngoài ra thì cái bộ phuộc BB51 này Hải trang bị lên cái xe của Úc luôn. Thì cái bộ phuộc của Úc này á, nó gồm là cặp phuộc trước, cặp phuộc sau và hai đầu sau trước. Đó. Cái bộ phuộc này cực kỳ là có giá trị luôn. Còn ngoài ra cái nguyên bản của cái xe này thì cái màu sơn nó cũng đã cũ rồi. Hãy cho sơn toàn bộ xe thành màu xanh quân đội luôn. Nó tất cả các chi tiết sơn này, cực kỳ là tỉ mỉ luôn. Nó các chi tiết sơn này, các ốp cua bánh thì của ảnh cũng đã cũ, hãy cho sơn lại cái màu đen nhám luôn, các bạn thấy không? Toàn bộ tất cả các chi tiết bên ngoài xe hãy cho sơn lại hết, cái ốp cua bánh cho đến cái bệ bước chân luôn, đến những cái chi tiết nhỏ như là tay nắm cửa là hãy cho tháo ra. Vào cái phần baga mui nè, hãy cho tháo ra toàn bộ để hãy sơn lại màu đen nhám hết. Hãy đưa về hai tông màu, phía bên ngoài là màu xanh quân đội và màu đen nhám. Đó các bạn thấy không? Cái phần mâm bánh này á, thì trước khi ảnh đem xe qua bên Hải, ảnh đã độ ở bên bạn ảnh rồi. Thì cái mâm bánh này hãy vẫn giữ là mâm bánh zin của nguyên bản. Đó, hãy chỉ vệ sinh lại thôi cho nó sạch sẽ thôi. Đây, hãy dẫn các bạn đi vào phần phía sau. Cái phần phía sau này thì cái cụm đèn hãy cho đánh bóng lại nó sáng hơn nè. Tại vì 29 năm rồi thì tất cả các đèn này nó sẽ bị ố vàng hết, nó sẽ không còn sáng nữa. Hãy cho đánh bóng lại toàn bộ phần cản nè, sơn màu đen nhám luôn, sơn lại nhìn cực kỳ là mới luôn, các bạn thấy không? Ngoài ra thì cái phần bô này hãy cũng trang bị cho anh thêm một cái chụp bô Acabovit. Chụp bô thôi nha, chụp ống bô thôi nha, chứ Hải chưa có tác động vào bô của xe. Đó. Cho cái xe nó ngầu hơn một chút xíu. Và cái điểm Hải thích nhất của cái xe này là cái phần nội thất của xe. Đây, từ đây Hải sẽ cho các bạn nhìn tổng quan từ phía sau ra phía trước phần nội thất mà Hải đã độ. Đây các bạn có thấy không, phần nội thất là hãy cho hoàn thiện từ ghế da, bọc da ghế, sơn tất cả các chi tiết trong xe luôn, trần là trần da luôn nè. Đó. Phía dưới đây là sàn 6D, dưới lớp sàn 6D này hãy cho vệ sinh cái sàn nỉ cũ rồi, hãy cho bọc lại simili cùng màu với cái màu da ghế luôn. Đó, cực kỳ là sạch sẽ luôn. Đó, các chi tiết hãy làm nè, cực kỳ là tỉ mỉ luôn. Ngoài ra bên Hải sơn xe, Hải cũng để ý tới tất cả các chi tiết khung sắt của xe. Thông thường thì những đơn vị khác họ sơn thì họ chỉ sơn phần ngoài thôi, còn này Hải để ý tỉ mỉ tới các khung sắt trong xe luôn. Đây chi tiết nè, đó. Hải sẽ mở cái cánh cửa cho các bạn xem. Đây cái chi tiết cửa đây, Hải sơn cực kỳ là tỉ mỉ luôn, sơn từ ngoài vào trong luôn cho cùng một màu. Đây các bạn thấy không? Còn cái phần ghế, hai ghế trước thì Hải đã tạo
hai cái foam ghế MBS theo dạng led sạc, hãy làm trên cái khung sắt zin của xe luôn. Vì cái khung sắt zin của xe thì nó hơi nhỏ, nó cũng hơi khó khăn trong quá trình làm, thì hãy tiến hành thêm một vài cái phần đệm sắt ở dưới đây để hãy cải tiến làm sao cho cái ghế nó hoàn thiện nhất và nó đẹp nhất, giúp anh khách thoải mái nhất trên quá trình vận hành xe của mình. Vô lăng này hãy cho bọc da lại toàn bộ nè, ở đây bọc da cùng màu với màu da ghế luôn, các chi tiết nè, các bạn thấy không, cái chi tiết nội thất trong xe nè, hãy cho bọc da hết từ các cánh cửa. Thì đặc biệt hơn là cái cánh cửa này nó cũng đã lâu năm cũ lắm rồi, các phần nhựa này nó cũng đã rỉu rã, khi mình tháo ra thì nó bị lủng lỗ hoặc nó hư ở một vài chỗ, thì hãy cho tiến hành làm một cái khung nhựa mới ở bên trong luôn, hãy cho bọc da lại và sơn cùng màu với cái màu da ghế luôn, thấy không đó. Các lo này thiết kế lại hết, hãy thiết kế toàn bộ luôn. Thì cái khó khăn trong quá trình làm cái xe này là cái xe này là nó cũng đã lâu đời rồi, thì các phụ kiện thay thế nó cũng tìm kiếm trên thị trường nó cũng hơi khó khăn đó. Khi mà mình xử lý những cái xe này thì nó cực kỳ là tốn thời gian luôn. Đây, cái chi tiết trong cái táp lô này hãy cho sơn màu đen nó hết, toàn bộ cái chi tiết nhựa mà hãy cảm thấy hãy cho sơn lại toàn bộ hết từ cái chi tiết nhựa luôn, phần trần hãy cũng cho sơn luôn, dàn lạnh luôn đó. Dưới đây thì là sàn 6D, dưới sàn 6D là sàn simili, hồi nãy hãy có nói với các bạn rồi đó. Và hãy vẫn sẽ cho các bạn coi cái hệ thống đèn phía trước và cái đèn bi led dầm thế hệ mới nha, cái đèn bi laser này có mắt quỷ trong đây luôn. Để hãy mở sáng cái đèn bi laser này lên cho các bạn xem đó, ánh sáng cực kỳ là sáng luôn. Và đặc biệt hơn á là cái phần đèn dưới đây, bi led dầm đây, bi led dầm hãy dùng cái bi led dầm công nghệ mới, nó có thể thay đổi theo ba màu. Đây là màu vàng để dùng cho đi sương mù phá sương, nó còn một màu trắng theo dạng ánh sáng mặt trời tự nhiên và một màu ánh sáng trắng. Đây hãy sẽ bật tắt cái đèn đó cho các bạn xem ba chế độ. Đó, các bạn thấy không, ánh sáng sẽ đổi màu khác, thì nó có ba màu. Thì cái đèn bi led dầm này là thế hệ mới, đa số khách hàng của bên Hải hãy được tư vấn để trang bị cái đèn này, giá thành nó cũng rất là hợp lý đó. Và một lần nữa chúng ta nhìn sơ lại tổng quan của chiếc Land Cruiser 29 tuổi đời 1993 phiên bản máy xăng 2 cầu đó. Đối với cái xe mà lớn tuổi hoặc lâu đời á, thì mình trong quá trình sử dụng thì mình cái tấm nỉ ở khoang máy á, nó sẽ có cái mùi hôi khó, rất là khó chịu. Khi mà mở máy lạnh lên thì cái xe nó sẽ có cái mùi đó, thì hãy cho tiến hành thay luôn toàn bộ cái tấm nỉ khoang máy luôn, rồi hãy cho cách âm lại nè. Và bên tay trái hãy đây có một cái chiếc xe Nissan đó, Nissan thì anh chủ cũng đã đem qua để hãy hoàn thiện làm cái cản trước cản sau cũng như nâng cấp một số option. Thì cái xe này sau khi hoàn thiện hãy sẽ làm một cái clip chia sẻ với mọi người sau. Thì các bạn có nhu cầu các bạn cứ liên hệ với Hải là số Zalo bên dưới đi, để Hải tư vấn lựa chọn những cái option nào nó phù hợp nhất với cái nhu cầu sử dụng của mình và cái giá tiền nó hợp lý nhất đó. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi, hẹn gặp lại các bạn ở những clip sau.